Mến chào các bạn, thì hôm nay mình trở lại nông cơ Đức của Bình Lộc ha. Thì chuyên mua bán những cái hàng mà máy phát cỏ, thì đầu tiên anh này anh bán cái máy phát cỏ đeo vai thôi. Rồi sau cái có nhu cầu gì là anh bán cái đó, thì người ta cứ hỏi gì anh bán đó. Thì cái dòng máy mà phát cỏ hai thì để cho nó lợi xăng mà đẩy tay á, thì cái hàng đó thì bây giờ thị trường nó sốt quá, mà mua hàng mà nội địa Nhật đó thì nó rất ít. Để phục vụ bà con thì anh có mua một số cái vàng, mua một số cái vàng, mã vàng chân nè, vàng chân về thì anh ráp vào đây một cái máy của nội địa của Nhật ha, máy hàng hệ luôn. Máy này là con Subaru, nó là thằng Robin á, EH035 là sải cò nha các bạn nha, bốn thì sải cò, bốn thì sải cò EH luôn, EH135, hàng này là cực thể luôn. Anh ráp vô cái vàng này đó, thì cái với cái vàng chân này thì không quan trọng, quan trọng là cái động cơ đúng không? Nó động cơ ráp động cơ xịn rồi thì khỏi phải chơi. Ở đây hiện tại có 3 con, thì 2 con là ráp cái động cơ Robin EH035 sải cò, và một cái con thì nguyên bản của hàng Maxgen Chani, cả động cơ rồi luôn. Thì mỗi thứ thì cái giá thành nó sẽ khác trên nhau một chút. Ví dụ như hàng mới này là giá khác, mà hàng có ráp máy nghĩa địa, máy Nhật vô thì giá nó khác. Nhưng mà nói chung quy thì nó rất rẻ, các bạn cứ yên tâm. Các bạn mua thì gọi cho Đức theo cái số điện thoại là 0975 0975 57 75 76 nha, 0977 57 75 76 đó. Thì ở đây nó có thêm một con nữa là con máy này là của Nhật nè, Nhật bãi nè, con này là sử dụng bánh xe lớn đó. Bánh xe lớn thì các bạn sử dụng xài rất ngấy, mang về là chưa rửa ráy gì luôn. Cộng với đây một con của Nhật mà con hot nhất thị trường nè, người ta tìm dữ lắm nè, là cái con này là con đã gắn vô máy Nhật rồi, máy G2K con này, rim của nó chứ, lên máy G2K rồi. Giờ mình thử coi nổ không nha. Bãi mang về nè, đang dơ giấy như vậy nè, chưa đụng chạm nè. Ôi, nổ luôn rồi, ghê rồi. Rồi sao tắt ra. Đây nó có nút tắt đây, tắt đây rồi đó. Nói chung là con này rất là hot luôn, bạn nào mua Nhật thì lấy mấy con này ha. Đấy, đây chữ Nhật nè. Rồi còn mua hàng Trung Hoa nồi thì lấy con này, còn mua hàng máy xịn, máy Robin 4 thì là xài không xăng pha nhớt nha, xài cò thì lấy mấy con đó, hai con đó đó. Ngoài ra có một số con nữa, cũng như là con Huvana, Huvana này thì cũng mới lấy về, chưa ráp luôn. Rồi có con Asita, hàng nội địa Nhật ha đó, Asita. Rồi có một con Honda G XV1600 ha. Đó. Rồi có một con Honda UM1760 ha. Rồi có một con hai dao Echo GS600. Máy này có hộp số chạy hết nha bạn nha, tự hành có hộp số chạy hết. Rồi có con này là hàng độc lạ nè, con này động cơ hai thì, rất là độc lạ luôn. Có mấy chiếc này thì nói chung
đang đóng yên chưa có mang về, còn chiếc kia thì mới vừa lấy về, chưa có xem, chưa chạy thử. Hai con này chạy thử hết rồi, ngồi lái thì chạy thử hết rồi đó. Rồi bạn nào mà muốn mua con nào thì cứ ấy ha, để mình quay lại mấy cái con mà có bánh xe cho các bạn xem. Rồi cái con này thì nó có dùng một cái bánh đằng sau nè, thì mình lái địa hình đây là nó có một cái bàn xếp bên này nữa, là nó để nó phát mương đó các bạn. Đó, lái địa hình con này 50 kg nha. Con này 40 kg. Con này có số chạy luôn nha các bạn nha. Có số chạy luôn, kéo bánh chạy luôn nha. Có số chạy luôn, tự hành luôn chứ không phải đẩy tay đâu. Con này thì có số chạy luôn, chạy nhanh chạy chậm luôn. Rồi, con này phát cỏ một bên nè. Cũng có số luôn, số chạy luôn đây. Số chạy và độ nghiêng góc 25 độ ha. Số chạy số 1, số 2, số nhanh, chạy tới chứ không có số dê nha. Một bánh dê té trào màu hồng ạ. Rồi đây, này cũng có số nhanh, số chậm nè. Đó, rồi như con này thì mini. Con này là phát cỏ nó xây nhuyễn luôn. Hoặc là thổi lên trên cái nắp trên ha. Thổi trên cái bao trên các bạn hứng cỏ, thí dụ cỏ sân gôn rồi ha. Con ạc xây nè. Rồi. Rồi bạn nào mà có nhu cầu dòng nào thì cứ alo ha. Rồi, mình thích máy này Subaru động cơ 4 thì máy nội địa Nhật các bạn nha, nó mới cỡ này luôn á, nội địa Nhật á. Rồi động cơ nội địa Nhật á. Rồi mến chào các bạn.